Nguyệt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Bình luận Thời sự tối Chủ nhật ngày 14 tháng Giêng năm 2024. Mời quý vị trong chương trình Bình luận Thời sự tối hôm nay, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các cái tin tức liên quan tới tình hình kinh tế chính trị xã hội Việt Nam và các cái tin tức quốc tế nổi bật. Và thưa quý vị, trước khi đi vào nội dung chi tiết, chúng tôi đề nghị quý vị những ai chưa đăng ký kênh KTV Ngầm, xin quý vị khẩn trương đăng ký, và rất có thể trong thời gian tới đây KTV sẽ chuyển sang hoạt động trên kênh KTV Ngầm. Và thưa quý vị, trong chương trình Bình luận Thời sự tối hôm nay vẫn tiếp tục với câu chuyện liên quan tới bệnh tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và như quý vị đã biết, mọi việc đã rõ ràng hơn. Truyền thông quốc tế đã đưa tin xác nhận Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vấn đề về sức khỏe và đã nhập viện 108 để điều trị. Tuy nhiên, ở trong cái tình trạng được cho là không có mấy nguy hiểm. Tuy nhiên, một cái vấn đề đặt ra đó là cái sự bất ngờ của ngành tỉnh Vĩnh Phúc được cho là đã nhanh nhạo đưa ra tuyên bố phản bác các cái tin tức đồn đại cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã qua đời hay lâm bệnh nặng. Theo giới quan sát cho rằng tại sao công an tỉnh Vĩnh Phúc lại có một cái hành động đường đột như vậy, mà lẽ ra phản bác hay đưa ra các tuyên bố phải thuộc về Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin Truyền thông hay Ban Tuyên giáo Trung ương, chứ đó không phải là cái trách nhiệm của công an một tỉnh. Và điều đó khiến cho người ta liên tưởng tới câu chuyện của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ đạo bắt ông Lưu Bình Nhưỡng, nhưng cuối cùng công an Thái Bình thực hiện cũng chỉ là cái công cụ cho ông Tô Lâm mà thôi. Một cái câu hỏi đặt ra, tại sao Bộ trưởng Công an Tô Lâm lại nôn nóng, vội vã, phải chăng do có tật giật mình liên quan tới những cái đồn đoán cho rằng đoàn lãnh đạo Trung Quốc đã quyết định chọn Bộ trưởng Công an Tô Lâm thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lúc Tổng Bí thư vẫn chưa qua đời. Và thưa quý vị, ngoài ra còn có rất nhiều các cái tin tức liên quan tới tình hình nội chính Việt Nam. Và chương trình thời sự tối hôm nay sẽ được kết thúc bằng bản tin chiến sự Ukraine. Và thưa quý vị, như thường lệ, chúng ta chuyển sang nội dung bản tin thời sự. Một cái bản tin thời sự đầu tiên chúng tôi tới với quý vị đó là câu chuyện bầu cử Tổng thống Đài Loan và một cái kết quả khả quan mà những cái người tiến bộ vui mừng, đó là một cái ứng cử viên chống Bắc Kinh từ AFP trong một cái bản tin với tiêu đề bầu cử Tổng thống Đài Loan ứng viên chống Bắc Kinh đã đắc cử. AFP cho hay theo kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ vào tối ngày 13 tháng Giêng, ứng cử viên của Đảng Dân Tiến ông Lại Thanh Đức đã đắc cử với hơn 40% tỷ lệ phiếu cử tri ủng hộ, và ứng cử viên Tổng thống bị Bắc Kinh coi làm cái mối đe dọa nghiêm trọng vì đã có lập trường ly khai, dễ dàng bỏ xa các cái đối thủ ứng cử viên của các đảng Quốc dân đảng và Đảng Nhân dân Đài Loan. Theo AFP đưa tin cho biết, theo thứ tự, các ông Hồng Hiếu Nghi của Quốc dân đảng, Kha Văn Chiết thuộc Đảng Nhân dân Đài Loan đưa các tỷ lệ phiếu bằng 33,2%, 25,3% số cử tri Đài Loan tín nhiệm để thay thế nữ tổng thống Thái Anh Văn. Được biết, trong một tuyên bố đầu tiên, Tổng thống tân cử Đài Loan ông Lại Thanh Đức, một người là người giúp việc cho bà Thái Anh Văn, đã đưa ra một cái cam kết khẳng định quyết tâm bảo vệ đất nước Đài Loan trước những hành vi hù dọa của Bắc Kinh. Nhưng đồng thời ông này cũng cho hay trong nhiệm kỳ 4 năm tới đây, ông Lại Thanh Đức cũng cố gắng đẩy mạnh trao đổi và hợp tác với Hoa Lục. Và như quý vị đã thấy, sau hai nhiệm kỳ, trong vai trò nữ tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn, Đảng Dân Tiến, đã tiếp tục điều hành đất nước. Tuy nhiên, theo giới phân tích, số kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ đã cho thấy Đảng Dân Tiến đã mất đi một cái số đa số ở Quốc hội. Quốc dân đảng với cái lập trường thân Bắc Kinh giành được 52 ghế ở Quốc hội, Đảng Dân Tiến về thứ nhì
với con số 51 đại biểu và 8 ứng cử viên của Đảng Nhân dân Đài Loan trúng cử. Và thưa quý vị, theo giới phân tích, bầu cử của Đài Loan cho thấy trước chính sách của Hoa Kỳ cũng như Đài Loan liên quan tới vấn đề Biển Đông hay Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương sẽ không thay đổi. Và chúng ta hãy chờ Bắc Kinh có những phản ứng ra sao. Và thưa quý vị, như thường lệ, chúng ta chuyển sang nội dung bản tin thời sự của Đài Á Châu Tự Do. Theo Đài Á Châu Tự Do cho biết, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng Ban Tiếp Công dân Trung ương hôm 10 tháng 1 năm 2024 đã tiếp đại diện các hộ dân bị mất đất ở Thủ Thiêm để thông báo kết quả kiểm tra, rà soát về ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại buổi làm việc, Thanh tra Chính phủ đã xác định rõ ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo truyền thông nhà nước, Thanh tra Chính phủ kết luận có đủ cơ sở để xác định vị trí ranh giới, số thửa đất của các hộ dân đang khiếu nại thuộc 5 khu phố, thuộc 3 phường nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Cao Thăng Ca, một người dân mất đất ở Thủ Thiêm nhưng không được đền bù hợp lý, nói với Đài Á Châu Tự Do hôm 10 tháng 1 sau khi tham dự phiên họp với Thanh tra Chính phủ. Cái việc này mà Thanh tra Chính phủ xác nhận là người ta xác nhận theo cái hướng mà họ trốn trách nhiệm, họ đùn đẩy, thấy đúng thì không dám nói, thấy sai thì bao che. Cái việc mà họ xác định cái ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm là hoàn toàn không có cơ sở. Tại vì cái quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là 930 ha. Nhưng mà Thủ tướng Chính phủ chỉ mới phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 là 770 ha thôi. Thành ra người dân người ta khiếu nại là người ta không nằm trong cái trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm 770 ha này. Còn bây giờ Thanh tra Chính phủ lại cứ nói là người dân nằm trong ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Ca cho biết thêm, trong khi còn 160 ha chưa được Thủ tướng phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/5000, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa ban hành bản đồ chi tiết quy hoạch 1/5000. Do đó theo ông Ca, việc này đúng ra là chưa thực hiện, nhưng Thanh tra Chính phủ cứ thẩm tra đi, thẩm tra lại và cứ nói người dân 5 khu phố 3 phường nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Ca nói tiếp. Thì tôi nói với Thanh tra Chính phủ là cái việc ông nói này là không sai, nhưng mà không chính xác. Và Thanh tra Chính phủ mà trình độ chuyên môn nghiệp vụ thế nào mà không biết được cái đồ án phê duyệt quy hoạch như thế nào thì mới được thực hiện. Thành ra người ta nói là 5 khu phố 3 phường nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm 930 ha là không sai nhưng mà không chính xác. Phải nói rõ thế này, 5 khu phố 3 phường nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm 930 ha, nhưng Thủ tướng Chính phủ chỉ mới phê duyệt 770 ha thôi, còn 160 ha đất mà người dân đang khiếu nại chưa được phê duyệt. Tức là mặc dù nó có nằm trong quy hoạch nhưng mà cái ranh phê duyệt theo tỷ lệ 1/5000 chưa được phê duyệt. Thì thành ra họ nói như vậy, người dân đã bức xúc. Nhưng mà tôi bảo thôi, bây giờ tôi không quan trọng nữa, anh muốn kết luận chúng tôi nằm trong ranh quy hoạch hay ngoài ranh quy hoạch. Nhưng mà thực chất cái quyết định 1997 về thu hồi đất của Chủ tịch Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh đã nói rõ phần còn lại của 930 ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là 144,5 ha chưa bị thu hồi. Sở Địa chính Nhà đất, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hồ Chí Minh đang kiểm tra rà soát để trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành thu hồi quyết định thu hồi đất bổ sung. Thì bây giờ chúng tôi, nhà đất chúng tôi này, anh bảo chúng tôi nằm trong ranh quy hoạch nhưng mà nhà chúng tôi chưa bị thu hồi đất mà đã bị các anh cướp rồi, các anh đập phá rồi, thì cái tội này là tội hình sự và chúng tôi yêu cầu phải khởi tố cái việc này. Theo ông Cao Thăng Ca, tại buổi tiếp xúc, thanh tra cứ lập lờ hướng dẫn người dân đi kiện về ranh quy hoạch, nhưng người dân không hiểu biết một cách kỹ lưỡng nên bảo không nằm trong ranh quy hoạch của đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Ca cho rằng đúng ra thanh tra phải hướng dẫn cho người dân chính xác hơn là khiếu nại không nằm trong khu trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại buổi tiếp xúc dân, khi làm rõ ranh quy hoạch, Thanh tra Chính phủ cho biết đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp một số bản đồ về quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm và buổi tiếp xúc dân được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Có mặt tại buổi tiếp xúc dân của thanh tra, ông Nguyễn Hồng Quang, người có đất nằm trong 5 khu phố 3 phường, khẳng định với Đài Cho Tự Do hôm 10 tháng 1. Người dân đã phản đối rất có cơ sở hàng chục năm qua. Ngay cái bản thân tôi cũng có đầy đủ. Tôi đã nói thẳng với cả văn phòng chính phủ, bên nội chính, bên chủ tịch phó chủ tịch Ủy ban của đất, hai phó chủ tịch Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh. Rất là lạ là tôi nói thẳng là tôi không ngờ thanh tra chính phủ
ra cái khẳng định, cái kết luận một cách rất yếu chứng cứ pháp lý. Vì họ chỉ căn cứ vào những cái bản đồ trôi nổi không được thu thập bởi cơ quan thẩm quyền hay là được lưu giữ bởi cơ quan chức năng. Ví dụ cái bản đồ 785, bản đồ đó để xin cái 367 quy hoạch đi, rồi cái bản đồ quản lý ranh 367 là 255, rồi những cái bản văn xác định ranh giới ghi rõ đâu, rồi người dân bản văn gốc, bản đồ gốc người dân có hết, mà cái thanh tra chính phủ không hề nhắc đến cái vụ bản đồ, mặc dù từ thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo làm rõ có bản đồ hay không có bản đồ đó. Thì tôi nghĩ là ông Khái này không hiểu sao, mặc dù ông đương kim phó thủ tướng, như vậy là cái khẳng định rất là ảo mà một vị phó thủ tướng mà thông qua vội vàng không hề đối thoại gì với người dân hay tranh luận phản biện đúng nghĩa. Để cái nêu ra chứng cứ, thảo luận chứng cứ ở đây là cứ độc quyền làm lén lén lúc lúc như vậy ra thông báo. Tôi nói thẳng với vị sĩ quan an ninh thành phố Hồ Chí Minh, nó thẳng vậy, không ấp mở gì hết. Tôi cũng nói thẳng với chính quyền như vậy đó, là chứng cứ pháp lý rất yếu như thế mà tham gia chính phủ mà công bố trên 200 công an cán bộ, toàn là cán bộ đảng viên không, rồi tinh thần chung bộ ngành đọc nội chính thành ủy được đây, đọc cái ông mà giới thiệu chương trình ông đọc những thành phần tham dự sợ luôn. Rất là đầy đủ tai mắt bệnh triệu tập để khẳng định một cái chuyện sân khao của thanh tra chính phủ. Theo mô tả của truyền thông nhà nước, kết luận xác định rõ ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm của thanh tra chính phủ đã làm rõ khúc mắc của người dân. Tuy nhiên ông Cao Thăng Ca cho biết chỉ số ít người dân có phát biểu. Họ mời đại diện người dân thì họ mời được khoảng 30 người, mà thực chất là chỉ có mấy người phát biểu thôi à. Còn mấy người kia họ vô họ ngồi cho nó có thôi. Chứ còn bây giờ họ gặp người dân mà người dân nói họ không nghe đâu. Chúng tôi nói họ không nghe. Họ các bộ ngành nó nghe, chỉ nghe là ghi nhận về xin báo cáo bên thủ tướng thôi, rồi im, rồi cái quyết định của họ, cái thông báo kết luận của họ có hiệu lực pháp luật là như vậy mà thi hành được. Cái đó mới là cái chết của người dân. Cái kết luận năm phú phần nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm rồi, đã có hiệu lực pháp luật rồi. Mà người dân mà thí dụ như có trở về làm nhà thì họ bỏ đây là anh là cái hành vi anh vi phạm luật pháp này, anh sẽ bị trừng trị. Nhưng mà nếu mà mình khiếu này, chúng tôi chưa bị thu hồi đất, nhà đất chúng tôi chưa bị thu hồi, thì bây giờ chúng tôi về làm lại nhà thì là không có sao đấy. Tại vì cái kết luận của thanh tra chính phủ 1483 người ta chỉ nói là trong phạm vi năm phường có 144,5 hecta chưa bị thu hồi, nhưng thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho 52 dự án. Người ta chỉ kết luận cái chung là chung vậy thôi. Thành ra cũng chưa, thành phố Hồ Chí Minh nó đâu có cơ sở để thực hiện. Nhưng mà đúng ra thành phố Hồ Chí Minh là cái nơi ban hành quyết định thu hồi đất, thì thành phố Hồ Chí Minh phải tự giác thi hành cái quyết định thu hồi đất của mình. Bây giờ anh đã thu hồi trái luật rồi, thì bây giờ anh phải khắc phục cái hậu quả này, khắc phục cái việc này bằng cách là làm sao để xem xét lại cho người dân, bồi thường cho người dân theo đúng luật pháp và chủ trương của đảng đấy. Ông Nguyễn Đình Đệ cũng là một dân oan Thủ Thiêm, hôm 1 tháng 10 nói với Đài Cho Tự Do. Bây giờ có thể nói là chưa làm gì hết, chưa có xác định gì đâu hết. Toàn là chỉ có đá qua đá lại thôi. Hết chỉ thị này đến quyết định kia. Tới giờ này mà 4.5 hecta mà vẫn còn cử cãi mà. Thì 160 hecta tái định cư của dân làm gì có. 6 khu phố ngoài ranh làm gì có. Đó là báo chí nói thôi. Nói để mà trấn an lòng dân thôi. Sự thật người trong cuộc thì quá rõ rồi. Cái chính vấn đề ở đây là né tránh trách nhiệm. Tại vì nếu như anh xác nhận rõ thì sẽ thấy rõ một sai phạm của anh. Và cái sai phạm đó anh sẽ giải quyết là 15.000 cái hồ sơ, 15.000 hộ, anh sẽ giải quyết lại từ đầu 15.000 hộ. Thành ra theo ông Nguyễn Đình Đệ, cái chính vẫn là cơ quan chức năng muốn càng né càng tốt. Ông Đệ cho rằng từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thành Phong đều né hết, cho tới giờ ông Phan Văn Mãi và ông Nguyễn Văn Nên tiếp tục né. Khu đô thị mới Thủ Thiêm là một dự án phát triển đô thị mới tại bán đảo Thủ Thiêm thuộc quận 2, đối diện quận 1 qua sông Sài Gòn. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã giải tỏa Thủ Thiêm từ năm 2002 để phục vụ dự án này, khiến khoảng 15.000 hộ dân phải di dời. Người dân Thủ Thiêm đã nhiều lần khiếu nại từ cấp thành phố đến trung ương, nhận nhiều lời hứa hẹn của các vị lãnh đạo. Và thưa quý vị, liên tục chương trình, chúng tôi tới quý vị về các cái tin tức liên quan tới sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều quý vị đã biết trong lúc các báo và Bộ Ngoại giao Việt Nam
vẫn tiếp tục giữ cái thái độ im lặng về các cái tin đồn thổi liên quan tới bệnh tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì đột nhiên trang Facebook của Công an tỉnh Phú Phú lên tiếng bác bỏ. Đây là một sự kiện đáng chú ý và được cho là bất thường. Theo đó, một cái bản tin chiều ngày 13 tháng Giêng giờ Việt Nam trên trang Facebook Công an tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra một cái thông báo cho biết mạng xã hội TikTok và các trang báo phản động đang xuất hiện các cái thông tin sai sự thật về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt đi chữa bệnh. Đây là những cái thông tin sai sự thật, khiến cho hoang mang dư luận, đề nghị quý bạn đọc và nhân dân lưu ý. Theo giới quan sát cho rằng không hiểu tại sao Công an tỉnh Vĩnh Phú lại đột ngột đưa ra những cái bác bỏ những cái tin đồn thay cho Bộ Ngoại giao hay Bộ Thông tin Truyền thông của Việt Nam cũng như Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong cái diễn biến khác, một số bài đăng cập nhật bệnh tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên trang Facebook của Facebooker Hoàng Dũng được ghi nhận đã bị chặn truy cập ở Việt Nam. Theo báo Người Việt cho biết, ông Hoàng Dũng dựa vào một số nguồn tin khả tín mà ông cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời, khi Hoàng Dũng viết một cái cáo phó ngắn gọn trên trang cá nhân: Nguyễn Phú Trọng, 14 tháng 4 1944, 11 tháng Giêng 2024. Trong khi vẫn theo báo Người Việt cho biết, luật sư Võ An Đồn hiện đang tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ viết trên trang Facebook cá nhân cho biết, tin tức của nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cho hay ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời vào ngày 12 tháng Giêng. Theo luật sư Võ An Đồn, để tránh xáo trộn nội bộ và gây hoang mang dư luận, nhân dân Cộng sản Việt Nam đã quyết định giữ kín các cái thông tin vừa kể chờ đến khi họ chọn được một cái người kế nhiệm mới công bố cho nhân dân biết. Đồng thời, luật sư Võ An Đồn cũng viết thêm: hơn 70 năm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn dân Việt Nam chịu muôn vàn cay đắng, khổ cực vì những sự cai trị tàn độc của chế độ Cộng sản. Đây cũng chính là một cái thời điểm, một cái cơ hội để người Việt Nam đứng lên thay đổi vận mệnh chính trị của mình và đất nước. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin tới quý vị, liên quan tới tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hãng tin Bloomberg ngày 12 tháng Giêng đã đưa tin cho biết Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhập viện sau khi lâm bệnh. Theo Bloomberg cho hay, từ nguồn tin của nhiều quan chức nắm rõ những cái tin tức nội bộ chính trị Việt Nam nói với Bloomberg rằng ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, phải nhập viện sau khi bị ốm, và Ban Chấp hành Trung ương đã phải hủy một cái cuộc họp bất thường trong tuần này. Thưa quý vị, cái này phải nói thêm, đó là liên quan tới cái cuộc họp bất thường của Quốc hội từ ngày 15 tháng Giêng tới ngày 18 tháng Giêng, mà theo thông lệ trước đó Ban Chấp hành Trung ương sẽ tiến hành một cái hội nghị bất thường. Nhưng theo chúng tôi, điều đó chỉ xảy ra trong cái vấn đề liên quan tới nhân sự mà thôi. Được biết, ông Nguyễn Phú Trọng năm nay 79 tuổi, được ghi nhận phải nhập viện vào hồi đầu tuần bởi mức cảnh bệnh chưa rõ, theo Bloomberg. Bloomberg cũng cho biết thêm rằng họ không thể xác định ngay một cái mức độ nghiêm trọng của căn bệnh của Tổng Bí thư Trọng. Trong khi đó, vẫn theo Bloomberg cho hay, Bộ Ngoại giao Việt Nam không hồi đáp những cái email của họ yêu cầu bình luận của Bloomberg. Trong khi đó, một cái bản tin của Người Việt mới nhất cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện nhưng tình trạng dường như không bị đe dọa. Theo đó, từ cuối năm 2023 cho tới nay, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, một người 79 tuổi, đã không xuất hiện trong các sự kiện chính thức, và những cái ngày gần đây đã xuất hiện các cái tin đồn về khả năng ông Nguyễn Phú Trọng qua đời. Ngày 12 tháng Giêng, một số hãng truyền thông quốc tế như BBC, Reuters và Bloomberg đã loan tin ông Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện cấp cứu. Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện từ đầu tuần bởi một cái căn bệnh chưa xác định, theo hai quan chức ẩn danh nói với Bloomberg về cái mức độ nghiêm trọng của bệnh tật. Và thưa quý vị, mới nhất trả lời RFI đài tiếng nói nước Pháp từ Berlin, nhà báo Lê Trung Khoa, Thời báo Đức cho biết những cái thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo nhà báo Lê Trung Khoa cho biết, ba nguồn tin khác nhau của Thời báo Đức cho hay, ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 108. Bệnh của ông Trọng là bị viêm cúm A và tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay được tiên lượng là rất xấu bởi lý do thời tiết Hà Nội rất ẩm, chất lượng không khí lại tồi, lại thêm cái dịch cúm A đang hoành hành ở Hà Nội. Do đó, theo Lê Trung Khoa, người đã tuổi cao như Nguyễn Phú Trọng yếu sẵn, không chịu nổi, nhưng đến cái mức như một số người nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng có thể qua đời thì cũng chưa phải. Vẫn theo nhà báo Lê Trung Khoa cho biết, ông ấy phải truyền thêm cả máu và có thêm những cái bệnh lý liên quan tới bệnh tụy. Và trong quá trình cấp cứu, họ đã phải đặt nội khí quản để trợ thở cho ông Trọng. Vì cúm A mà ông Nguyễn Phú Trọng bị tác động rất tệ đến phổi. Ông Lê Trung Khoa cho biết, theo những thông tin chúng tôi được biết, các cái thiết bị y tế tốt nhất, các cái bác sĩ tốt nhất của Việt Nam đang cố gắng cứu chữa, chưa phải đến cái mức hôn mê mà chỉ ở cái mức cấp cứu tích cực mà thôi. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng căng thẳng trong công việc, ít được nghỉ ngơi, tức là ông vẫn có những cái chỉ đạo với những cái việc quan trọng mà phải có ý kiến của ông. Thời gian tới đây, ông Nguyễn Phú Trọng có phục hồi được hay không? Chúng ta phải theo dõi thêm. Thưa quý vị, theo đánh giá ý kiến cá nhân, tôi cho rằng nếu như căn cứ vào các thông tin của tác giả nhà báo Lê Văn Đoành mà chúng tôi đưa tới quý vị ngày hôm qua, đó là ông Nguyễn Phú Trọng tai biến não ở bán cầu phải, và điều đó có nghĩa là liên quan tới các chi và nửa phần bên trái. Và theo một cái quy luật mà các cụ ta đã đúc kết, đó là nếu bị tai biến ở bên trái thì khả năng qua đời là rất thấp và có thể tự phục hồi chữa khỏi. Được biết, hiện nay chính quyền Việt Nam và báo chí chính thức chưa đưa ra những thông tin về sức khỏe của Tổng Bí thư, và cái tình trạng sức khỏe suy yếu của ông Nguyễn Phú Trọng đang làm cái chủ đề được đồn đoán trong nhiều năm. Và chính ông Nguyễn Phú Trọng đã từng đề cập tới vấn đề vừa kể, đó là khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2021, trong cuộc họp báo đầu tiên, ông Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận tôi đã già, sức khỏe không tốt. Đồng thời, ông Nguyễn Phú Trọng cũng tỏ ra lo ngại về cái việc kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước trong năm 2018, với lý do ông Nguyễn Phú Trọng nói tôi ở với tuổi già rất đáng lo ngại và sức khỏe cũng yếu đi. Và thưa quý vị, vẫn liên quan tới tình hình sức khỏe, ông Nguyễn Phú Trọng có những ý kiến của những người xem số tử vi cho Nguyễn Phú Trọng đưa ra những nhận định cho rằng lá số của ông Nguyễn Phú Trọng, nếu như ông Trọng không khai man lý lịch ba đời và ngày tháng năm sinh, thì lá số chính xác của ông Nguyễn Phú Trọng đó là sinh vào giờ Quý Sửu ngày Mậu Thân, tức 22 âm lịch, tháng Mậu Thìn, tức tháng 3 âm lịch, năm Giáp Thân năm 1944. Theo giới tử vi cho rằng mệnh cùng của ông Nguyễn Phú Trọng ở Mão cùng có Vũ Phúc Hóa Hòa, tọa cùng Thất Sát Kình Dương, hòa tình là kẻ giám sát nhân nguyên vạn nhân cụ, giết một người để muôn người sợ mà tránh, và chính là cái tâm thế của một đế vương phong kiến. Trong khi đó, cùng quan lập của ông Nguyễn Phú Trọng có bộ cách sao tử vi gồm Hóa Quyền, Tả Hữu Giáp Cùng, có đầu quân quả túy hồng lan, tấu thủ đường phụ tọa thủ cùng tài mạch của ông Trọng, có liên trình hóa lộc bát tọa. Thế là rõ ràng, theo giới tử vi cho rằng ông Trọng có một cái lá xế chân mệnh đế vương, hội đủ hoàn toàn các cái cục tam cát hóa pha quyền lộc, quân thần tái xứ, cho đế tình tử vi phát huy một cái sức mạnh tối đa. Lá số của ông Nguyễn Phú Trọng theo giới phân tích cho thấy ông Trọng là cái người cực kỳ kiên định với những cái điều ông ta cho là chân lý lý tưởng. Ông Trọng kiên trì thực hiện đến cùng cái gọi là ông cho rằng sứ mệnh và số phận của ông Nguyễn Phú Trọng cho phép ông ta đạt được tột đỉnh vinh quang, tột đỉnh quyền lực. Đây là cái lá số cực kỳ hiếm có, được coi là thượng cách. Tuy nhiên, tử vi của ông Nguyễn Phú Trọng không phải không có những cái khiếm khuyết,
đó là vì cùng tài bạch của ông Trọng có đại hào hãm địa, thiên hình hãm địa. Nó cho thấy những quyết sách của ông Nguyễn Phú Trọng liên quan tới kinh tế sẽ cực kỳ tai hại. Trừ hết một cái điều đặc biệt đó là cùng người vật của ông Nguyễn Phú Trọng rất yếu, cho thấy cái đám quần thần quan chức dưới tay ông do Nguyễn Phú Trọng tín nhiệm và bổ nhiệm hoàn toàn là cái lũ bất tài vô tướng, khiến việc gì cũng phải tới tay ông Nguyễn Phú Trọng, nên ông Nguyễn Phú Trọng vô cùng vất vả. Mà ông Nguyễn Phú Trọng càng đốt lò, càng tổ chức nhân sự đảng thì rõ ràng như đã thấy nó càng ngát bét như tường bẩn. Mà điều đó chẳng cần tướng số tử vi gì cũng có thể nói được. Trong khi đó, cùng thiên gì của ông Nguyễn Phú Trọng có những cái cách xấu, đó là thiên phủ đào hoa thiên không linh tinh, lưu hà ngộ triệt không. Và với cái cách cục vừa kể, ông Nguyễn Phú Trọng rất dễ gặp những cái kiếp nạn khi đi xa, và nó ứng với những cái lần đột quỵ mà ông Nguyễn Phú Trọng đã mắc phải khi bị kinh lý ở Tiền Giang năm 2019. Và với cái cách sau này, nếu ông Trọng công du ngoại quốc hay xa nhà thì e rằng sẽ chết ở nơi xa xứ. Và cuối cùng một cái điều quan trọng nhất, nó là ông Nguyễn Phú Trọng đang ở đại vẫn cuối cùng của ông, đại vẫn ở cái cùng tật ách. Tại đây cùng trước này bị thế song kỵ rất hung hiểm, xung chiếu bởi thiên can của cái cùng đại vận, đó là giáp tốc, khiến cho thái dương ở một cái cùng phụ mẫu hóa kỵ. Thái dương hóa kỵ cũng ứng với một cái chứng cao huyết áp, nên chính một cái đại vận này theo giới tử vi ông Nguyễn Phú Trọng khó lòng qua khỏi. Và tới năm Giáp Thìn năm 2024 là thời gian ông Trọng một cái khả năng cao sẽ đi gặp các Mác Lênin để báo cáo thành tựu cách mạng vô sản. Xong nếu như y khoa tiến bộ có một lần nữa cứu được mạng Nguyễn Phú Trọng thì Nguyễn Phú Trọng chỉ kéo dài thêm ít lâu, chắc chắn vĩnh viễn phải ngồi xe lăn. Nói một cách khác, năm 2024 là ông Trọng sẽ tới số. Và thú vị, trong khi đó có những thông tin liên quan, đó là Quốc hội Việt Nam vẫn giữ nguyên một cái linh sao bất thường vào ngày 15 tháng Giêng tới đây. Và tôi nghĩ trái với những cái đồn đoán cho rằng Quốc hội có thể dừng kỳ họp bất thường từ ngày 15 tới ngày 18 tháng Giêng. Tuy nhiên mới nhất, Quốc hội Việt Nam xác nhận lịch họp bất thường vẫn diễn ra theo lịch trình từ ngày 15 tới ngày 18 tháng Giêng. Theo báo Người Lao Động ngày 13 tháng Giêng cho biết, việc họp bất thường tại nghị trường để xem xét thông qua dự luật đất đai sửa đổi, dự luật các cái tổ chức tín dụng sửa đổi. Ngoài ra vẫn theo báo Lao Động cho biết, dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo giới quan sát, đáng lưu ý không thấy lịch trình họp bất thường của Quốc hội nhắc tới một cái nội dung mà trước đó báo Thanh Niên cho rằng có những cái thay đổi liên quan tới công tác nhân sự. Theo báo Thanh Niên phê chuẩn kết quả bầu cử, việc cho thôi làm trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, phê chuẩn kết quả bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Và thưa quý vị, theo thông lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi xin nhắc lại, nếu có những cái vấn đề liên quan tới nhân sự thì trước mỗi cái kỳ họp bất thường của Quốc hội, Đảng đều tổ chức một kỳ hội nghị trung ương bất thường để thống nhất chỉ đạo đường lối cho Quốc hội. Và điều đó đã hai lần xảy ra vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Tuy nhiên cho tới cái thời điểm hiện tại, như quý vị đã thấy, không hề có một cái hội nghị trung ương bất thường nào diễn ra. Và thưa quý vị, một cái vấn đề quan trọng, đó là cái câu hỏi cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nếu xảy ra nó sẽ ảnh hưởng thế nào tới thời cuộc. Theo giới phân tích, cái chết của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam có ảnh hưởng tới thời cuộc hay không, mà có báo hiệu một cái sự thay đổi nào trong vận mệnh của đất nước hay không, đó là câu hỏi mà giới phân tích quan tâm. Trong lúc có những tin tức cho rằng người thay thế cho Nguyễn Phú Trọng sẽ là Bộ trưởng Công an Tô Lâm, một cái người đầy tài tiếng liên quan tới cái vụ việc ăn thịt bò giáp vàng,
Từ một cái mũi kiếm của một đầu bếp nổi tiếng, trong thời gian vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không xuất hiện trong cái thời gian hơn 2 tuần, đặc biệt những cái sự kiện ngoại giao quan trọng của Việt Nam như chuyến thăm của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Lào Sihamoni. Theo giới quan sát cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng là một cái nhân vật lý luận giáo điều về quan điểm xây dựng đảng. Tâm nguyện của Nguyễn Phú Trọng làm sao phục hồi vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mọi phương diện, đời sống xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, giống như đàn anh Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Và để thực hiện những cái tâm nguyện vừa kể, ông Nguyễn Phú Trọng buộc mặt ra sức đàn áp những tiếng nói phản kháng, những người lên tiếng đòi dân chủ nhân quyền, đặc biệt kể cả những cái tổ chức xã hội dân sự cũng bị triệt phá. Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng phát động một cái công cuộc đốt lò, trừng trị các cái quan chức tham nhũng. Ngoài ra, theo giới phân tích, thực chất công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư chỉ để loại trừ những cái phe phái không cùng cánh với ông Trọng mà thôi. Ngoài việc xây dựng chỉnh đốn đảng, ông Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là một cái nhân vật không có viễn kiến chính trị, không có khả năng tư duy, mà ông Nguyễn Phú Trọng chủ yếu sử dụng những cái hành động và các cái thủ đoạn láu cá trong việc xử lý nhân sự, hoàn toàn sao chép từ những chính sách của Trung Quốc. Việc những cái đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng có khả năng qua đời khiến người ta phải nghĩ tới một cái tình huống người sẽ thay cho Tổng Bí thư, và cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới thời cuộc, và điều đó nó có báo hiệu một cái sự thay đổi nào đó hay không. Theo giới thạo tin cho rằng người thay thế cho ông Trọng một cái khả năng nào đó là Bộ trưởng Công an Tô Lâm, bởi ông Tô Lâm nếu so với các nhân vật tham trưởng còn lại hiện nay, đó là Võ Văn Thường, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ, Tô Lâm tỏ ra có nhiều lợi thế hơn hẳn. Trong cả hai sự nghiệp kể trên, Nguyễn Phú Trọng đều dựa vào Tô Lâm, mệnh danh thanh kiếm và lá chắn, trong khi 10 năm trở lại đây, lực lượng công an Việt Nam trở thành cái thế lực đáng sợ, phủ lên mọi mặt cuộc sống, đặc biệt chính trường Việt Nam. Và rõ ràng xã hội Việt Nam không ai dám phản kháng một cái chế độ được cho là công an trị ở Việt Nam. Trong khi ông Võ Văn Thường được cho là quá trẻ, chưa đủ tiêu chuẩn ngồi ghế Tổng Bí thư, còn Phạm Minh Chính thì còn quá nhiều vấn đề trong thời kỳ ông Chính ở Quảng Ninh, đặc biệt với cái quan hệ tình ái với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một cái kẻ được cho là trốn truy nã. Trong khi đó, Vương Đình Huệ trong thời gian làm phó thủ tướng được biết có cái lối sống xa đọa, thích quan hệ trai gái, và những cái điều vừa kể của Vương Đình Huệ chắc chắn nằm trong cái hồ sơ rơi cột của Bộ Công an. Điều đó cho thấy khả năng của ông Chính và ông Huệ hoàn toàn phụ thuộc vào Bộ trưởng Công an Tô Lâm, nên hai ông vừa kể không dám bày tỏ những ý kiến dám cạnh tranh với chiếc ghế quyền lực nhất mà ông Trọng để lại. Mà một cái bài học ngã ngựa của ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đàm là những cái vết xe đổ mà Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ không dám đi vào. Trong khi đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, một cái người được cho là Bắc Kinh hậu thuẫn, cách đây ngày 10 tháng Giêng, có một cuộc gặp giữa ông Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo đó, ông Tô Lâm đã đề nghị lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc giúp đỡ Bộ Công an Việt Nam về lý luận thực tiễn trong việc duy trì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, trong khi giới lãnh đạo chóp bù của Đảng Cộng sản Việt Nam đều là những kẻ hết lòng thần phục Trung Quốc, nhưng chưa ai công khai kêu gọi Bắc Kinh hỗ trợ để bảo vệ chế độ như ông Tô Lâm. Và thưa quý vị, xin nhắc lại, vào giáp Tết năm ngoái, có tin ông Tô Lâm đã từ chối chiếc ghế chủ tịch nước mà ông Nguyễn Xuân Phúc để lại. Trong khi đó, giới phân tích đưa ra các nhận định cho rằng Bộ trưởng Công an nhấn ná chờ thời để thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chứ ông Tô Lâm không muốn làm chủ tịch nước, một cái chức danh hữu danh vô thực, một phần nghi lễ không có quyền hành. Và thưa quý vị, nói tóm lại, việc sinh tử là một chuyện bình thường, kể cả những người có số phận đặc biệt như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là cuộc đời của Nguyễn Phú Trọng cho tới giờ phút này cho thấy
Cuối đời ông Nguyễn Phú Trọng đang vất vả tiến hành cái công cuộc chống tham nhũng không có hề kép, và chắc chắn ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng thất bại làm cái điều khó có thể đảo ngược. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết trong những ngày gần đây, những cái đồn đoán về sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau hơn nửa tháng vắng mặt dần dần đã có câu trả lời. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, như quý vị đã biết, một số hãng truyền thông quốc tế nổi tiếng như BBC, Reuters hay Bloomberg đã chính thức loan tin cho hay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhập viện cấp cứu. Theo Bloomberg tiết lộ cho hãng biết, ông Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện từ đầu tuần bởi một cái căn bệnh chưa xác định. Theo các cái quan chức ẩn danh của Hà Nội cho biết, vẫn theo Bloomberg cho hay họ không có điều kiện kiểm chứng những cái thông tin vừa kể cũng như mức độ nghiêm trọng của bệnh tình. Đáng chú ý, như quý vị đã biết, đài tiếng nói nước Pháp RFP trong cái bản tin đăng trên trang nhất ngày 13 tháng 1 cho biết nhà báo Lê Trung Khoa của báo Thời báo Đức cho biết những thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Lê Trung Khoa cho hay, bao nguồn tin khác nhau của chúng tôi cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 108. Bệnh của ông Trọng là bệnh viêm cúm mà. Tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay được cho là rất xấu, trong khi thời tiết Hà Nội mấy hôm nay rất ẩm, chất lượng không khí thì tồi, lại thêm cái dịch cúm ma đang hoành hành. Những người già như Nguyễn Phú Trọng yếu sẵn rồi, chịu không nổi, nhưng đến mức như một số người nói rằng ông có thể ra đi ngay cũng không phải. Vẫn theo đài tiếng nói nước Pháp cho biết, nhà báo Lê Trung Khoa còn giải thích thêm, tuổi của ông Nguyễn Phú Trọng đã cao, ông phải truyền thêm cả máu và có thêm những bệnh lý liên quan tới tụy. Trong quá trình cấp cứu, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải đặt nội khí để thở vì cúm mà ông Trọng đã bị tác động rất tệ tới phổi. Ông Lê Trung Khoa khẳng định sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa đến mức hôn mê mà chỉ ở một tình trạng cấp cứu tích cực. Lý do ông Nguyễn Phú Trọng đã căng thẳng trong công việc và nghỉ ngơi không đầy đủ, tức là ông Nguyễn Phú Trọng vẫn có những chỉ đạo với những công việc quan trọng mà cần phải có ý kiến của Tổng Bí thư. Thời gian tới ông Trọng có hồi phục được hay không? Theo nhà báo Lê Trung Khoa cho biết, chúng ta cần phải gieo dõi thêm. Trong khi đó, theo giới quan sát đánh giá, đó là một những cái thông tin khá chi tiết và nó đã giải tỏa được các cái thắc mắc của một số đồng người Việt Nam trong và ngoài nước trước một cái cơn bão tin đồn rất khó kiểm chứng trong những ngày vừa qua. Trong lúc truyền thông nhà nước Việt Nam im lặng, không đưa ra bất kỳ một cái thông tin hay lời giải thích để cải chính, thì bất ngờ ngày hôm qua trên mạng xã hội có một cái bản tin của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đăng trên trang Facebook của Công an tỉnh Vĩnh Phúc bác bỏ những tin đồn ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời. Bản tin của Công an Vĩnh Phúc xuất hiện vào chiều ngày 13 tháng Giêng với nội dung mạng xã hội TikTok và các trang báo phản động đang xuất hiện các cái thông tin sai sự thật về sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã qua đời hay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt về đi chữa bệnh. Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đây là những cái thông tin sai sự thật đã gây hoang mang dư luận. Do đó, ban đọc và nhân dân cần phải lưu ý. Và thưa quý vị, dưới phân tích cũng như công luận đặt ra một cái câu hỏi thắc mắc, không biết tại sao đột nhiên Công an tỉnh Vĩnh Phúc, một cái tổ chức thuộc Bộ Công an, lại làm cái tổ chức đứng ra bác bỏ các tin đồn và những thông tin mà dư luận xã hội hết sức quan tâm, mà lẽ ra nhiệm vụ phải thuộc về các cái cơ quan chức năng của nhà nước, cụ thể đó là công việc của Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin Truyền thông hay Ban Tuyên giáo Trung ương, chứ không phải là nhiệm vụ của một cái công an cấp tỉnh. Giới quan sát cho rằng vụ việc vừa kể làm cho người ta nghĩ tới một cái câu chuyện hào hào, đó là vụ việc Công an tỉnh Thái Bình vào trung tuần tháng 11 năm 2023 đã bắt giữ khẩn cấp đại biểu Quốc hội ông Lưu Bình Nhưỡng theo mệnh lệnh của Bộ Công an. Từ đó, người ta đặt ra một cái câu hỏi với Bộ
trưởng Bộ Công an Tô Lâm có những cái tính toán gì tiếp theo, trong khi trên mạng xã hội Facebook và các diễn đàn chính trị có rất nhiều những ý kiến đánh giá cho rằng vấn đề thay thế nhân sự cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu như trong trường hợp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có mệnh hệ hay không thể tiếp tục thực hiện chức trách, thì một cái nhân vật có đầy đủ năng lực cũng như quyền uy đó là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Thậm chí có những ý kiến cho rằng trong trường hợp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một cái trụ cột chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu như có vấn đề sức khỏe, thì người đó phải là Bộ trưởng Công an Tô Lâm, nếu không Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước một cái nguy cơ được cho là vỡ đảng. Và thưa quý vị, trong những cái ngày này, một cái cụm từ giả chết bắt quạ trở thành một cái cụm từ hot được người ta sử dụng liên quan tới những cái thông tin nghi ngờ khi cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhập viện là một cái chiêu giả chết bắt quạ để dò lòng một vài ai đó có thái độ ra sao khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, và có hay không việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vì có tập nên đã giật mình. Việc Bộ trưởng Công an Tô Lâm chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, một cái tổ chức trực thuộc Bộ Công an, đứng ra phản bác những cái luận điệu của thế lực thù địch, bại chăng đó là ông Tô Lâm muốn chứng tỏ cái lòng trung thành đối với Tổng Bí thư, đồng thời bác bỏ những cái tin đồn đoán khi cho rằng ông Tô Lâm muốn giành chiếc ghế Tổng Bí thư từ tay của ông Trọng. Và thưa quý vị, một cái vấn đề quan trọng hiện nay, theo giới quan sát trên mạng xã hội, dư luận Việt Nam có hai xu hướng khác nhau, thậm chí đối ngược nhau. Một cái xu hướng đầu tiên cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bị tái phát một cái căn bệnh đột quỵ xảy ra vào năm 2019. Bởi bệnh này rất dễ tái phát đối với người cao tuổi. Người ta cho rằng Tổng Bí thư ở mức tình trạng mê mê tỉnh tỉnh, thậm chí ở một thể trạng nguy kịch. Trong khi đó, một cái xu hướng thứ hai được ủng hộ đó là có những thông tin cho rằng sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa tới mức hôn mê mà ở cái mức độ cấp cứu tích cực này thôi. Và thưa quý vị, trên mạng xã hội có một cái thông tin tiết lộ cho hay ông Nguyễn Phú Trọng bị hen suyễn nhiều năm, vừa rồi trời lạnh, dậy sớm bị nhiễm lạnh nên rơi vào cái tình trạng rất khó thở. Gia đình ông Trọng đưa vào viện và người ta phát hiện có những cái khối u nhỏ trong phổi. Theo các bác sĩ điều trị cho rằng cần xạ trị đối với Tổng Bí thư bằng các loại thuốc mới. Hiện nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nói và nghe nhưng vẫn đang ở trong tình trạng cách ly do sợ nhiễm trùng không khí. Đó là lý do những ai được phép vào thăm Tổng Bí thư chỉ có thể nhìn qua màn hình. Những cái thông tin vừa kể thưa quý vị nó giống như những cái thông tin lan truyền trong hai ngày nay trên mạng xã hội. Tuy nhiên, một cái giả thuyết cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giả chết bắt quạ hay không để thử lòng đàn em. Tuy nhiên, giả thuyết vừa kể được một cái giới trí thức phản biện trung thành. Đó là những người nhút nhát, không dám bày tỏ chính kiến về vấn đề chính trị. Họ thường xuyên nhắc tới với mục đích để nhắc nhở những ai. Theo đó không mất 7 triệu rưỡi tiền phạt hay một cái tội dành theo điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Và thưa quý vị, theo giới quan sát, nếu như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng uống thật là đúng, thì một cái giả thuyết cho rằng đằng sau việc Tổng Bí thư ngã bệnh, một cái khả năng có bàn tay của Bắc Kinh cũng không thể loại bỏ. Và trong quá khứ cách đây không lâu, không biết các cái lãnh đạo Việt Nam từng phấn khích quá đà trong mối quan hệ với Hoa Kỳ lập tức bị thân bại danh liệt. Và trường hợp của Thường trực Ban Bí thư Đại hội 12, ông Đinh Thế Huỳnh làm cái bài học tài liếp cho nên lần này Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ không phải là một trường hợp ngoại lệ. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang có những dấu hiệu xấu đi rõ rệt. Trong khi đó, giới thạo tin tiết lộ cho hay làm lãnh đạo để thế chân cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ lâu đã được Bắc Kinh chuẩn bị khá chu đáo theo một cái kế hoạch đơn tuyến và được bí mật tuyệt đối. Điều đó hoàn toàn phù hợp với đánh giá cho rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang dựa vào Trung Quốc để nắm quyền lực cao nhất ở trong đảng.
Và điều đó, ngày 10 tháng 1 năm 2023, Đài Á Châu Tự Do đã xác nhận trong cái bản tin với tiêu đề Bộ trưởng Công an Tô Lâm muốn lãnh đạo Trung Quốc giúp đỡ duy trì vị trí cầm quyền tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa. Theo Đài Á Châu Tự Do dẫn một cái bản tin từ báo Công an Nhân dân cùng ngày cho biết, ngày 10 tháng 1 năm 2023, nhân cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc ông Trần Tư Nguyên. Ông Trần Tư Nguyên sang Việt Nam lần này nhận hội nghị đối thoại cấp Thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Công an Việt Nam ông Tô Lâm đã đề nghị với lãnh đạo của Bộ Công an Trung Quốc giúp đỡ về lý luận thực tiễn trong việc duy trì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng như các cái cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, chống tham nhũng, bảo vệ tuyệt đối vị trí cầm quyền của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những điều vừa kể theo dưới phân tích nó chỉ là một trong muôn vàn các bằng chứng để chứng minh cho thấy việc từ lâu ban lãnh đạo Bắc Kinh đã chuẩn bị một cái kế hoạch để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng bằng một cái nhân vật gần Trung Quốc hơn, thậm chí sắc máu hơn trong việc duy trì chế độ toàn trị độc đoán của nhà nước Việt Nam vốn dĩ được coi là cái bản sao của Trung Quốc hiện nay. Một cái câu hỏi đặt ra đó là tại sao Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Trung Nam Hải lại phải vội vã một bộ một cái kế hoạch công khai đưa Bộ trưởng Công an Tô Lâm kế nhiệm chiếc ghế Tổng Bí thư của Tổng Bí thư Trọng như vậy. Theo giới phân tích, ngoài lý do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm nay đã bước sang tuổi 80, tuổi cao sức yếu và hết giá trị sử dụng đối với Bắc Kinh, và việc Trung Quốc công khai ủng hộ Bộ trưởng Công an Tô Lâm, nó làm cái thông điệp chuyển tới các cái cá nhân, đó là Bộ Tam Mã, Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính và Võ Văn Thưởng coi chừng đừng có tranh giành với Tô Lâm. Đó là những cái hành động trái với lệnh của Thiên Triều. Và thưa quý vị, được biết vào đầu năm 2023, sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức ghế Chủ tịch nước, được biết có những cái thông tin cho rằng Ban Tổ chức Trung ương đã đề nghị ông Tô Lâm ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước, nhưng ông Tô Lâm cho rằng chiếc ghế Chủ tịch nước là một chiếc ghế hữu danh vô thực, nặng về nghi lễ không có quyền bính. Và thưa quý vị, những cái điều vừa kể nó có nằm trong cái kế hoạch của ban lãnh đạo Bắc Kinh trong việc bổ nhiệm nhân sự Tổng Bí thư cho Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang một cái câu chuyện liên quan tới bệnh lệnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Như quý vị đã biết, trong những ngày gần đây, những cái nhà đấu tranh dân chủ hay ủng hộ cho một cái xu hướng thay đổi chính trị Việt Nam đưa ra những cái tin tức cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại nhập viện lần thứ tư liên quan tới cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và thưa quý vị, thế là dân tình, kể cả các quý khán thính giả của KTV cũng chuyển những cái tin nhắn tới hỏi chúng tôi rằng điều đó là thật hay giả. Và họ nói liệu ông Nguyễn Phú Trọng chết có là tin thật hay không. Thưa quý vị muốn xác định một cái tin tức gì là thật hay giả, quý vị cứ dựa trên một cái nguyên tắc là phải có hai nguồn khả tín có thể kiểm chứng được, tốt nhất phải là truyền thông nước ngoài. Đó là lý do tại sao trong các bài nói chuyện, KTV luôn luôn dẫn tin tức từ các hãng truyền thông nổi tiếng như AFP, AP, UPI, The Wall Street Journal, v.v. Bởi vì tin tức của các cái hãng truyền thông đó miễn phải kiểm chứng, họ là những cái hãng truyền thông lớn và có uy tín. Thưa quý vị, một cái vấn đề chúng tôi muốn nói với quý vị rằng mới đây trên mạng xã hội loan truyền một cái lá số tử vi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong lá số cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở một cái đại vận cuối cùng của ông, đại vận ở cung Tân Ách. Và tại đây, cung Tân Ách bị thế song trị rất hung hiếm, xung chiếu bởi những thiên can của cung đại vận, đó là cung Giáp Tuất, và điều đó khiến cho Thái Dương ở cung phụ mẫu hóa kỵ,
thái dương hóa kỵ nó sẽ ứng với một chứng cao huyết áp của Tổng Bí Thư, nên giới tâm linh cho rằng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khó lòng qua khỏi vào năm Giáp Thìn năm 2024. Thậm chí người ta nói ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đi gặp Các Mác và Lenin, và kể cả tiến bộ y khoa có cứu sống được ông Nguyễn Phú Trọng thì chắc chắn ông Nguyễn Phú Trọng sẽ kéo dài thêm ít lâu. Nhưng một cái điều chắc chắn là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ vĩnh viễn ngồi xe lăn. Hay nói một cái cách khác là năm 2024, đó là năm tới số của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Và thưa quý vị, điều đó liệu có xảy ra hay không? Và nhiều quý vị đã biết. Trở lại cái câu chuyện tin đồn liên quan tới sức khỏe của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nó không chỉ dừng ở lại đó, mà thưa quý vị, trong cái giai đoạn hiện nay, có những người lợi dụng để tung ra những cái tin giả, tin thất thiệt, mà đó là những người có kinh nghiệm chỉ thoáng qua biết ngay đó là những tin giả. Chúng tôi dài dòng như vậy để quý vị biết rằng sau đây chúng tôi sẽ nói về cái vấn đề lá số tử vi của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, tử vi là một trong các bộ môn được cho là khoa học của tâm linh. Và chúng ta biết rằng lá số tử vi của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nói gì và tương lai của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ra sao. Thì những cái tin đồn tương tự như ông Nguyễn Phú Trọng qua đời hay gặp tai biến mạch máu não một cái lần nữa là cái điều rất dễ chúng ta loại trừ. Một cái vấn đề chúng tôi muốn nói quý vị đó là những tin tức cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng qua đời thì dư luận đã chia làm hai phe, và cả hai bên đều quan tâm tới cái tính mạng của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó có một cái lực lượng dư luận Việt thì lo lắng. Người ta lo rằng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có mệnh hệ gì thì ai sẽ thay thế Tổng Bí Thư trong việc chống tham nhũng. Nhưng đa số người dân Việt Nam đó là họ vui mừng, thậm chí họ nói chuẩn bị mua bia để uống mình quốc tàng. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng uy tín của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đối với đa số dân chúng Việt Nam hiện nay, mà Đảng và Nhà nước gọi là cái thế lực thù địch phản động, dư luận xã hội cho rằng chẳng biết Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và các cái lãnh đạo Việt Nam hiện nay họ ăn ở ra sao. Mà khi có những cái tin tức lãnh đạo ốm, lãnh đạo bệnh thì dân tình rất khoái chí, thậm chí người ta hoan hỉ như chúng sổ số. Và những cái tin tức trên mạng xã hội liên quan tới mệnh hệ của các cái lãnh đạo Việt Nam cấp cao thì người ta thi nhau thả mặt cười. Một cái câu hỏi đặt ra, lãnh đạo Việt Nam ăn ở ra sao mà dân tình Việt Nam lại đều đến thế? Nếu nói theo Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, các ông phải ăn ở ra sao thì người dân mới như thế chứ. Trở lại cái câu chuyện Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng xem ra lòng thể bất an, và thưa quý vị, những cái tin giả đó đã bị đập lại bởi các cái thông tin. Ngày sau đó, ngày 29 tháng 3 năm 2023, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện một cái cuộc gọi điện trực tuyến với Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden. Và trước đó một ngày, ngày 28 tháng 3, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin và các cái hình ảnh lãnh đạo Việt Nam, kể cả Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lẫn Thủ tướng Phạm Minh Chính, tay trong tay ôm hùng thắm thiết đối với ông Vương Đình, Bí Thư Vân Nam. Và mới nhất, Tổng Bí Thư và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bí Thư khu tự trị dân tộc Quang Quảng Tây. Và thưa quý vị, những cái điều vừa kể chúng tôi không chỉ trích những cái tin đồn bậy bạ mà của những cái kẻ nó không có kinh nghiệm viết thuyết âm mưu, mà chúng nó cứ bạ đầu nói đấy. Và rõ ràng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sức khỏe vẫn bình thường, và điều đó khiến cho người dân, đặc biệt trên mạng xã hội, lại sưng hửng. Một cái điều quan trọng hơn đó là những cái tin tức giả tung ra như vậy, nó ngày làm mai một cái niềm tin đối với những người đấu tranh dân chủ vốn đã hết sức cạn kiệt như hiện nay. Và thưa quý vị, theo chúng tôi, có những cái thế lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ cho những cái người cố tình tạo ra các cái tin giả có mục đích của họ. Và thưa quý vị, theo tác giả Thế Vinh trong một cái bài viết liên quan tới vấn đề tử vi của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, bạn bè tôi trong những ngày qua thách đố tôi rằng ông là người biết coi tử vi, biết coi lý số, thì ông thử đoán xem bao giờ dân tộc Việt Nam sẽ được uống bia mừng quốc tàng ông Nguyễn Phú Trọng.
Thậm chí người ta đưa ra những cái lời hứa mà theo tác giả Thế Vinh cho biết, nếu tôi nói đúng thì họ sẽ bao tôi nhậu một tháng liền. Ngược lại, nếu nói sai thì tốt nhất tác giả Thế Vinh đừng bao giờ xem tử vi cho ai nữa. Theo tác giả Thế Vinh cho biết, tôi nghe thấy nóng cũng nhận lời. Tác giả cho biết kể ra cái kèo xem tử vi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nó không hề đơn giản. Vấn đề thứ nhất là lãnh đạo Việt Nam họ rất hay khai gian tuổi để được cống hiến cho tới hơi thở cuối cùng. Như trường hợp ông Trần Đại Quang làm cái ví dụ, ông Trần Đại Quang khai gian tới 6 tuổi. Đó là lý do khiến cho ông Trần Đại Quang là ông Ngành lại có tuổi ít hơn ông em là ông Trần Quốc Tỏ. Theo tác giả, do vậy ngày tháng năm sinh của các lãnh đạo Việt Nam hiện nay công bố không mới chính xác. Một cái vấn đề thứ hai, ngày xưa ở cái thế hệ ông Nguyễn Phú Trọng, người ta thường ghi sai ngày tháng năm sinh. Nó làm câu chuyện bình thường, nhất là ông Nguyễn Phú Trọng sinh ra ở nông thôn. Thậm chí bố mẹ của Nguyễn Phú Trọng khi còn sống còn chẳng nhớ ông Nguyễn Phú Trọng chào đời lúc nào, kể cả như tuổi tác của ông Hồ Chí Minh, đố ai biết chính xác ngày tháng năm sinh thật. Bởi vì cái ngày 19 tháng 5 ngày sinh của ông Hồ Chí Minh là cái ngày mà ông Hồ tự bịa ra, và điều đó nói chung tên tuổi ngày tháng năm sinh của các lãnh đạo Việt Nam làm cái điều được cho là mờ ám. Tên thì đặt bừa bãi, họ cha khác, họ còn. Đó là lý do trên mạng xã hội hiện nay người ta nói tại sao cha họ Nguyễn, bố thì lại họ Hồ, cháu thì lại họ Nông. Phải chăng đó là lý do tại sao người ở Bắc Việt Nam thường có cái kiểu học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, luôn luôn hỏi mày có biết bố của tao là ai không? Theo tác giả Thế Vinh, vì người ta ra một cái kèo mời nhậu cả tháng khá hấp dẫn, nên tôi đã cố cùng tìm ra cái lá số tử vi của ông Nguyễn Phú Trọng. Tác giả cho rằng nếu như ông Nguyễn Phú Trọng không khai màn lý lịch ba đời và đúng ngày tháng năm sinh thì có cái lá số chính xác của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng sinh giờ Quý Sửu, sinh ngày Mậu Thân, tức ngày 22 âm lịch, tháng Mậu Thìn, tức tháng 3 âm lịch, vào năm Giáp Thân năm 1944. Theo tác giả cho biết, mệnh cùng của ông Nguyễn Phú Trọng ở Mão cùng có Vũ Khúc Hóa Khoa, Tòa cùng Thất Sát, Kình Dương Hỏa Tinh, nên ông Nguyễn Phú Trọng là kẻ dám làm, dám chém, dám sát nhất nhân vạn nhân cũ, tức là giết một người để muôn người sợ mà tránh. Và chính cái tâm thế của đế vương phong kiến nên ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư làm cái điều đương nhiên. Trong khi đó, cung quan lộc của ông Nguyễn Phú Trọng có bộ cách sao tử vi, phá quân hỏa quyền, tả hữu pháp cung, có đầu quân quả túng hồng loan đấu thư đường phù hoa chủ, cùng tài bạch của Nguyễn Phú Trọng có liềm trình hóa lộc bát tọa. Thế là rõ ràng một cái lá số chân mệnh đế vương của ông Nguyễn Phú Trọng hội đủ hoàn toàn cách cục tam cát hỏa khai quyền lộc quân thần tà sứ để cho đế tinh tử vi phát huy một cái sức mạnh tối đa. Theo tác giả Thế Vinh, lá số vừa kể cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm cái người cực kỳ kiên định với những cái gì ông ta cho là nó là chân lý, và ông Nguyễn Phú Trọng sẽ kiên trì thực hiện cho tới cùng cái mà ông Trọng cho là một sứ mệnh. Và số phận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể cho phép ông ta đạt tới một cái tột đỉnh vinh quang, tột đỉnh quyền lực. Theo tác giả, đây là một cái lá số tử vi cực kỳ hiếm có và được coi là một cái thượng cách. Tuy nhiên, theo tác giả cho biết, không phải nó không có những cái khiếm khuyết. Đó là vì cung tài bạch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đại hào hám địa, thiên hình hám địa. Nó cho thấy rằng những cái quyết sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liên quan tới kinh tế sẽ cực kỳ tai hại. Một cái điều đặc biệt là cung nô bộc của ông Nguyễn Phú Trọng rất yếu, cho thấy cái đám quần thần, quan quân mà ông Nguyễn Phú Trọng tin tưởng bổ nhiệm là cái lũ không chỉ bất tài vô tướng mà chúng nó làm cái lũ phản phúc. Đó là lý do ông Nguyễn Phú Trọng khi nghỉ hưu chắc không yên. Và phải chăng ông Nguyễn Phú Trọng lo lắng điều đó nên ông Nguyễn Phú Trọng chần chừ câu giờ để không chịu về hưu. Và điều đó nó khiến cho việc gì bây giờ cũng phải đến tay Tổng Bí thư. Tổng Bí thư sống một cái cuộc đời
Ở cuối đời vô cùng vất vả, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng đốt lò, càng tổ chức nhân sự đảng. Đó là lý do tại sao ông Nguyễn Phú Trọng đã cao tuổi, không còn tâm trí. Và điều đó, bất kỳ những cái điều gì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổ chức thực hiện thì càng nát bét như tường bần. Theo tác giả Thế Vinh, điều này thì chẳng cần phải tử vi tướng số gì cũng thấy rất rõ. Đặc biệt cùng thiên di của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những cái cách xấu, đó là thiên phủ đào hoa thiên không linh tinh, lưu hà ngộ triệt không. Và với một cái cách cục vừa kể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất dễ gặp nạn khi đi xa. Nó cũng ứng nghiệm với cái lần đột quỵ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 4 năm 2019, khi ông Nguyễn Phú Trọng đi kinh lý ở Tiền Giang. Và với cái cách sàng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lá số tử vi, nếu ông Nguyễn Phú Trọng đi công du ngoại quốc hay xa nhà thì sẽ chết ở xứ người. Và cuối cùng, theo tác giả Thế Vinh, một cái điều quan trọng nhất là ông Nguyễn Phú Trọng đang ở một cái đại vận cuối, đại vận ở cung Tân Ách. Tại đây cung chức của ông Nguyễn Phú Trọng bị thế song kỵ rất hung hiểm, xung chiếu bởi thiên can của cung đại vận Giáp Tuất. Và điều đó khiến cho Thái Dương ở cung phụ mẫu hóa kỵ. Thái Dương hóa kỵ cũng ứng với những chứng cao huyết áp. Nên chính là cái đại vận này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khó lòng qua khỏi. Và đến năm Giáp Thìn 2024 chính là thời gian Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đi gặp cụ các Mác Lênin, gặp ông Hồ Chí Minh để báo cáo các thành tựu cách mạng vô sản. Dù rằng biết trước và tiến bộ của y khoa hiện nay, họ có thể cứu chữa được mạng cho Nguyễn Phú Trọng, nhưng chắc chắn nó chỉ kéo dài thêm ít lâu. Nhưng một điều chắc chắn, đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ vĩnh viễn ngồi xe lăn. Nói một cách khác, năm 2024 sẽ là ngày tới số của Tổng Bí thư. Theo tác giả Thế Vinh, ngẫm ra thì sinh tử nó làm câu chuyện bình thường, kể cả những người có số mệnh đặc biệt và hiếm có như Tổng Bí thư. Chẳng hạn ông Trọng không nhận thức được điều đó. Những cái cuộc vẫy vùng của ông ta trong lúc này cho thấy ông Trọng đang gắng sức đánh trận cuối cùng. Một cái vấn đề, ông Nguyễn Phú Trọng có thể thắng ở vài trận đấu, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng chắc chắn vẫn đại bại ở toàn cục một cái cuộc chiến quyền lực. Cho dù Nguyễn Phú Trọng có sắp xếp tài ba ra sao, thì sau khi đọc điếu táng cho ông, thì những cái củi mục củi khô lại tươi trở lại. Lúc đó người ta sẽ tính sổ với Tổng Bí thư. Ông Nguyễn Phú Trọng phải hiểu rằng chính cái đảng của ông tạo ra một cái mảnh đất nuôi dưỡng cho những cái cây cỏ dại mọc tràn lan khắp cõi. Theo tác giả Thế Vinh, thôi thì thời gian của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chẳng còn là bao, do vậy tôi chẳng dám bàn, lạm bàn thêm kẻo mắc khẩu nghiệp. Nhưng năm 2024 chắc chắn sản lượng bia tiêu thụ sẽ tăng cao nhiều lần. Thưa quý vị, trong bản tin chiến sự Ukraine ngày hôm nay, Chủ nhật 14 tháng Giêng năm 2024, trong lúc trên lãnh thổ Nga thường xuyên có những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, và lực lượng đặc nhiệm của Ukraine mới nhất ở Saint Petersburg, một nhà kho rộng đã bốc cháy mà không rõ nguyên nhân. Trong khi đó, có những tin tức cho hay quân đội Ukraine sắp nhận loại tên lửa có tầm bắn tới 1.000 cây số, cộng với tuyên bố của Thủ tướng Vương quốc Anh ông Sunak mới đây khẳng định không có chuyện phương Tây bỏ rơi cho Ukraine. Trong khi đó, theo giới quan sát, nước Nga hầu như đang thua trên sân nhà của họ, và những tuần gần đây gần như không có ngày nào ở nước Nga không xảy ra những vụ cháy lớn, vụ nổ hay các khu vực trung tâm nhiệt lượng, đường ống nước nóng vân vân đảm bảo sưởi ấm mùa đông. Và mới nhất ngày hôm qua, ở thành phố Saint Petersburg đã xuất hiện một cái đám cháy ước chừng 100.000 m2. Đó là cái vụ hỏa hoạn lớn tại cái khu nhà kho của một cái hãng bán lẻ trên mạng. Theo mô tả cho biết, một cái đám cháy lớn bùng lên tại cái kho hàng thuộc một trong những nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất ở Nga hiện nay. Vụ cháy xảy ra thành phố Saint Petersburg vào ngày thứ Bảy, và Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga cho biết lực lượng cứu hỏa đã thành công
trong việc ngăn chặn đám cháy lan rộng. Trong khi đó, chủ sở hữu của nhà kho cho biết trong một phát biểu cho rằng tất cả các nhân viên của nhà kho đã được sơ tán, không ai bị thương. Được biết hiện nay chưa có những thông tin ngay lập tức về việc đám cháy vừa kể được cho là bao phủ 70.000 mét vuông và được đánh giá mức độ cấp 5, đó là cấp độ nghiêm trọng nhất. Tại sao lại xảy ra một vụ cháy ở ngoại ô thành phố lớn thứ hai của nước Nga? Trong các cái video đăng tải trên mạng xã hội của Nga cho thấy khói đen dày đặc bốc lên trời và những cái ngọn lửa lớn. Được biết tòa nhà kho này bị đốt cháy. Vào ngày thứ bảy có tổng số hàng hóa có trị giá ước chừng 20 tỷ rúp đã bị tiêu hủy. Và rõ ràng kể từ ngày hôm nay trở đi sẽ có hàng trăm ngàn người Nga không nhận được biểu kiện của họ. Tuy nhiên được biết trong nhà kho này còn có những cái phụ tùng thay thế cho máy bay không người lái và hàng hóa lớn dụng cho quân đội. Đặc biệt theo các chuyên gia Nga cho biết rất nhiều những cái thiết bị đặc biệt của Trung Quốc vốn được sử dụng trong chiến tranh được chuyển tới nước Nga cũng bị thiêu rụi. Hiện nay chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy. Đối với một cái nhà kho được mô tả rộng khoảng 11 sân bóng đá. Trong khi đó trên chiến trường Ukraine, được biết trận chiến tại Mariinka vẫn đang tiếp diễn. Nga đang cố gắng hết sức để chiếm thị trấn vừa kể. Và được biết trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã tấn công vào các vị trí của Ukraine 26 lần. Đó là con số giảm đáng kể so với 2 tháng trước đây. Và kết quả quân đội Nga đều bị đẩy lùi, thiệt hại nặng. Trong khi đó, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững khu vực Krynki ở tạm ngãn sông Donetsk. Trong báo cáo của quân đội Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, pháo binh tầm xa của Ukraine đã đánh tiêu diệt 27 những cái khu tập trung nhân lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự, đặc biệt có 6 hệ thống phòng không, 1 kho đạn và cái đài định vị vô tuyến của quân đội Nga. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng tình hình trên chiến trường hiện nay, quân đội Nga đông nhưng không có sức mạnh chiến đấu, vì hầu hết là những số lính mới tuyển mộ, không có khả năng chiến đấu. Và trong những cái ngày gần đây, số quân nhân của quân đội Nga thiệt hại nó vẫn ở mức rất thấp. Cụ thể, ngày hôm qua 12 tháng 1, đó là số quân nhân Nga tử vong và thương vong chỉ 700, xe tăng 5 chiếc, xe bọc thép 15 chiếc, đại pháo 18 cỗ. Trước đó, ngày 11 tháng 1, số quân nhân tử vong và thương vong 840, xe tăng 10 chiếc, xe bọc thép 16 và pháo là 11. Những điều vừa kể để quý vị thấy rằng quân Nga có muốn tấn công không có cái khả năng, bởi vì rõ ràng tổ chức tấn công, trận nào là thiệt hại trận ấy. Đó là lý do tại sao như quý vị đã thấy trong cả năm 2023, quân đội Nga chỉ chiếm giữ thêm một cái số diện tích không đáng kể. Trong khi đó có những tin tức cho biết 100 tên lửa có tầm bắn tới 1.000 cây số sẽ tới Ukraine vào tuần tới đây. Truyền thông quốc tế đưa tin cho biết Thủ tướng Anh ông Sunak đã mang đến Ukraine những cái tên lửa mạnh, tên lửa Atacam và Storm. Nó có cái tầm bắn lên tới 1.000 cây số và sẽ được giao trong những cái tuần tới đây với số lượng chừng 100 thiết bị. Trong khi đó có những cái tin tức dồn dập về sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine. Đầu tiên đó là câu chuyện Hoa Kỳ bắt đầu đàm phán với Ukraine về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine theo những cái cam kết trong thỏa thuận Vilnius của khối G7 trước đây. Thỏa thuận này tương tự như cái thỏa thuận an ninh mà Vương quốc Anh vừa ký với Ukraine ngày hôm qua. Được biết ngoài việc hỗ trợ an ninh, Hoa Kỳ còn cung cấp những cái khả năng chống lại tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Hoa Kỳ đã đưa ra các cái cam kết chiến lược rộng rãi với tư cách thành viên NATO của Ukraine. Một cái vấn đề thứ hai đáng chú ý đó là nguyên thủ của các cái quốc gia Baltic bao gồm Estonia, Latvia, Litva đã đưa ra các tuyên bố chính thức họ sẽ viện trợ cho Ukraine tới khi giành chiến thắng. Đó là những tuyên bố của nguyên thủ các quốc gia Baltic vừa kể trong chuyến thăm của Zelensky tới ba quốc gia trong những ngày trước đây.
Cùng đó, các nguyên thủ của khối Baltic kêu gọi Hoa Kỳ và NATO ngay lập tức hủy bỏ hạn chế đối với Ukraine về tầm tấn công vào lãnh thổ Nga, phù hợp với những điều vũ khí cũng như các mục tiêu trên lãnh thổ Nga hiện nay. Một cái điểm đặc biệt, thưa quý vị, phát biểu trước Quốc hội Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ của Thủ tướng Anh ông Sunak. Theo đó, Thủ tướng Anh đã tuyên bố nước Anh sẽ giúp sức hỗ trợ cho Ukraine giành chiến thắng sớm nhất. Theo ông Sunak nói, liên quan cho Ukraine, tôi xin tuyên bố rằng không phải Ukraine cần NATO mà chính NATO đã cần các bạn. Putin phải hiểu rằng không có một quân đội nào có thể đánh bại những người tự do, do đó Ukraine phải thắng. Theo Thủ tướng Anh Sunak cho biết, ông ấy, tức Putin, bây giờ đến cái mức phải hạ nhục đi xin vũ khí từ Iran và Triều Tiên. Đó là lý do chúng tôi đã ký kết một cái quan hệ đối tác mới. Nó sẽ xây dựng một cái tương lai mới cho Ukraine. Đây là một cái liên minh không thể phá vỡ. Ông Sunak nói tiếp, chúng tôi sẽ giúp các bạn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến. Chúng tôi đã công bố cái gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước tới nay. Với một khoản tài trợ 200 triệu bảng Anh, chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất máy bay không người lái ở Ukraine và các cái quốc gia khác để cung cấp cho họ. Theo giới phân tích cho rằng, những cái tuyên bố được cho là cứng rắn và sắt đá của Thủ tướng Anh không phải bình luận gì nhiều, và tất cả những cái tuyên bố của ông Zelensky nói đã là quá đủ. Ông Zelensky nói đây không chỉ đơn giản là một lời tuyên bố mà là một cái thực tế rồi sẽ trở thành hiện thực. Và thưa quý vị, những cái điều tuyên bố của Thủ tướng Anh và các cái động thái mới đây của phương Tây cho thấy những cái gọi là phương Tây bỏ rơi Ukraine thực tế là những cái luận điểm bịa đặt trong cuộc chiến tranh truyền thông, mà đặc biệt truyền thông Việt Nam cũng tìm nhiễm một dân trí VN Express là những cái tòa báo hàng đầu ủng hộ Nga nhưng tới đây cũng phải câm lặng. Được biết, một cái nhân vật truyền viết cổ vũ cho cuộc chiến tranh của Nga mới đây đã phải viết một cái bản tin thừa nhận những cái sự thất bại, đó là Ukraine phản kích và quân đội Nga đã phải rút khỏi Afrika, làm cái sự thừa nhận trong giới báo chí cho biết không thể nói dối được mãi. Và thưa quý vị, xin nhắc lại điều tại Quốc hội Ukraine, Thủ tướng Rishi Sunak đã hô Ukraine vinh quang và tuyên bố một cách rất thú vị. Đây là cái điều hết sức quan tâm khi ông Sunak khẳng định không phải Ukraine cần NATO mà chính NATO đang cần Ukraine. Đó là những cái lý do người ta nói trong cái gói viện trợ mới nhất trị giá 2,5 tỷ bảng Anh, tương đương với 3,2 tỷ đô la Mỹ cho năm tài chính 2024. Đó là cái gói viện trợ lớn nhất mà Vương quốc Anh trao cho Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Điều đó nó vượt qua tất cả các cam kết hàng năm trước đó. Đó là ước chừng 200 triệu bảng Anh cho mỗi năm, tương đương với 233 triệu đô la Mỹ. Với cái số tiền này, nó sẽ chi cho những cái nỗ lực mua sắm sản xuất hàng nghìn máy bay không người lái quân sự, ngoài ra là các hệ thống tên lửa tầm xa, các hệ thống phòng không đạn pháo và các thiết bị an ninh hàng hải. Vốn dĩ Vương quốc Anh làm cái cường quốc hải quân, và thưa quý vị, để đáp trả, vẫn như mọi khi, nhà nước Nga luôn luôn cực kỳ mạnh mẽ đanh thép. Đầu tiên là truyền thông Nga đưa ra những tuyên bố công kích đối với Thủ tướng Vương quốc Anh và một cái nhân vật được cho là nghiện rượu bè bét Dmitry Medvedev đã đưa ra những cái cảnh báo cho rằng Vương quốc Anh không nên triển khai bất kỳ một cái hoạt động nào ở Ukraine. Đồng thời Medvedev nói, tôi hy vọng rằng một cái kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, những cái người Anh kiêu ngạo cần phải hiểu rằng việc triển khai lực lượng quân đội chính thức ở Ukraine làm cái lời tuyên chiến chống lại đất nước chúng tôi. Những cái điều đó để đáp trả những cái tuyên bố rõ ràng thẳng thắn của Vương quốc Anh. Như Thủ tướng Vương quốc Anh nói, Vương quốc Anh sẽ giúp các bạn Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến. Lựa chọn và làm cách tốt nhất để làm điều này là sự hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp quân sự của Ukraine. Theo Thủ tướng Vương quốc Anh ông Sunak cho biết,
Vương quốc Anh và Ukraine đã ký kết một cái quan hệ đối tác mới. Chúng tôi sẽ xây dựng một cái tương lai mới cho Ukraine, một cái liên minh không thể phá vỡ, thỏa thuận của nước Anh với Ukraine trên tình nghĩa bạn bè, không phải là yêu cầu của Vương quốc Anh giúp đỡ từ Ukraine, mà những cái thỏa thuận an ninh sẽ có hiệu lực cho tới khi Ukraine gia nhập NATO. Theo đó, nhiều vũ khí phòng không hơn, nhiều tên lửa tầm xa hơn, nhiều tên lửa chống tăng hơn, nhiều đạn pháo hơn và nhiều các hoạt động huấn luyện cho binh lính Ukraine. Theo Thủ tướng Anh, nói chung tất cả đều có lợi hơn cho Ukraine. Trong khi đó, thưa quý vị, có những yêu cầu mới quân đội Ukraine, đó là máy bay chiến đấu A-10 để hỗ trợ cho lực lượng mặt đất. Được biết, tới đây sẽ làm cái sự vũ khí nước ngoài cung cấp bổ sung cho Ukraine. Bởi rõ ràng bài toán chiến sự Ukraine hiện nay muốn giải quyết vấn đề thì phải tăng sản lượng đạn pháo, nhưng có những giải pháp có thể nhanh hơn, đó là cung cấp máy bay chiến đấu A-10, các hệ thống tên lửa tầm xa hơn. Và thưa quý vị, được biết trong vài ngày tới đây, tân Thủ tướng Ba Lan sẽ tới thăm Ukraine. Và tân Thủ tướng Ba Lan cho biết ông sẽ có cái cuộc gặp gỡ để thống nhất với lãnh đạo Ukraine về các cái kế hoạch mới cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, các cái quốc gia như Ý, Nhật Bản, Đức, Canada và Cộng hòa Pháp cũng sẽ tiến hành những cái điều được gọi là trong các cái thỏa thuận an ninh trong thời gian tới đây. Trở lại một cái vấn đề mới liên quan tới chiến trường Ukraine. Theo tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine, ông Syriki cho biết quân đội Ukraine muốn nhận các máy bay tấn công A-10. Theo đại tướng Syriki tuyên bố, bây giờ đối với quân đội Ukraine, chúng tôi có những ưu tiên khác. Trong khi đó, tư lệnh lực lượng lục quân nói về cái sự cần thiết của quân đội Ukraine đối với máy bay tấn công A-10 Thunderbolt của Hoa Kỳ. Theo đó, Ukraine chưa gửi một yêu cầu chính thức cung cấp cho quân đội Ukraine loại máy bay A-10. Mà vấn đề số 1 bây giờ vẫn phải tập trung vào việc phát triển các cái phi cơ tiêm kích F-16. Điều vừa kể được đại tá Yuri Gignat, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, giải thích rằng việc bảo trì các cái máy bay tấn công A-10 thường đáng kể so với các máy bay F-16. Ngoài ra, quân đội Ukraine không có đủ vật chất nhân lực để bảo dưỡng và làm chủ loại máy bay A-10. Theo người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine cho biết, máy bay A-10 thực hiện một cái chức năng duy nhất của nó, đó là nó có khả năng hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng mặt đất. Tức là những cái máy bay thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ vào các vị trí phòng thủ của quân đội Nga trên mặt đất. Nhưng chức năng này, quân đội Ukraine cũng có thể khắc phục bằng việc sử dụng các cái máy bay tấn công Su-25. Đồng thời, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine cho rằng việc tiếp nhận máy bay phương Tây không thay đổi. Những ưu tiên đặc biệt của Ukraine và các quốc gia đồng minh, đó là máy bay F-16, là các loại máy bay chúng tôi đã có phi công đang đào tạo và hoàn tất. Theo đó, máy bay tiêm kích làm các loại máy bay đa chức năng, nó có những cái khả năng hoạt động chống đạn các mục tiêu trên không, trên mặt đất, cả trên mặt nước. Chính vì thế, nó có thể đảm bảo được một cái kế hoạch chiến thắng cũng như lợi thế trên không. Và thưa quý vị, xin nhắc lại, cách đây ít ngày, đại tướng Syriki, tư lệnh lục quân Ukraine, nói rằng quân đội Ukraine cần các cái máy bay tấn công A-10 của Hoa Kỳ để hỗ trợ bộ binh. Đây là một loại máy bay có thể bắn tên lửa hành trình tầm xa. Theo tư lệnh lục quân Ukraine cho biết, những cái vũ khí vừa kể nó sẽ quyết định cho lực lượng mặt đất khi chúng tôi đang cố gắng giành thế chủ động trên quân đội Nga. Và thưa quý vị, trong khi đó, ở nước Nga đang gặp những cái vấn đề được cho là xung quanh với cái quả trứng và thịt gà. Những cái thông tin cho biết chính quyền Nga đã tắt các hệ thống lò sưởi trong các nhà tù để buộc các cái tù nhân phải tình nguyện đi chiến đấu trên chiến trường Ukraine. Trong cái điều kiện thời tiết hiện nay, nhiều vùng của nước Nga nhiệt độ giảm xuống tới âm 35 độ,
và ông Putin đã quyết định lợi dụng cái lạnh để tiếp viện cho quân đội đang suy yếu trên chiến trường. Được biết nhiều nhà tù, các hệ thống lò sưởi đã bị tắt để buộc các tù nhân nam, kể cả nữ, phải tích cực đăng ký tham gia chiến tranh ở Ukraine. Trong một cái tuyên bố của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Nga cho rằng họ, tức chính quyền Nga, đơn giản là tắt các hệ thống lò sưởi ở cái nhiệt độ dưới không. Vì vậy, điều kiện trong các nhà tù sẽ trở nên không thể chịu đựng được và để cho những cái người đàn ông ở đó tự nguyện đến Ukraine, theo bà này cho hay. Trong khi ai cũng biết, những cái nhóm người đó là tù nhân, những cái người dân tộc thiểu số sống ở các vùng nghèo xa thủ đô Moscow và những cái công dân nước ngoài mới nhập tịch, nhóm đó đang chết dần ở Ukraine. Nhìn chung, sự thành công của các cái đơn vị tù nhân hay các cái quân nhân mới tuyển mộ rất hạn chế. Trong khi đó, truyền thông Nga đưa ra những cái tính toán cho rằng những cái người Nga được huy động, quân đốc vừa kể, sẽ chết trong cuộc chiến trung bình chỉ sau 4-5 tháng, thậm chí không sống nổi đến 2 tháng. Trong khi đó, theo đó, Cộng hòa Pháp đã mượn toàn bộ sức mạnh chính trị và ngoại giao tới cái hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Châu Âu tổ chức vào ngày 1 tháng 2 tới đây để đảm bảo rằng 50 tỷ euro viện trợ sẽ được phân bổ cho Ukraine. Điều vừa kể được tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố tại một cái cuộc họp chung với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden tuyên bố với cái cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine là một cái phần của bước ngoặt trong lịch sử. Trong cái tuyên bố mới nhất của Tổng thống Joe Biden khi cho rằng các cái cuộc đấu đầu quân sự hiện nay ở nhiều nơi trên thế giới là một cái phần của bước ngoặt lịch sử. Theo Tổng thống Hoa Kỳ, các cái cuộc đối đầu này bao gồm cuộc chiến của nước Nga xâm lược chống lại Ukraine. Theo Tổng thống Joe Biden cho rằng nền dân chủ trên toàn thế giới đang bị đe dọa. Trong khi đó, điều phối viên an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc, ông John Kirby cho biết khi trả lời câu hỏi của phóng viên về những chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện nay. Theo ông John Kirby cho hay, trong cái bối cảnh tình hình ở Trung Đông và cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, Tòa Bạch Ốc thấy rằng nền dân chủ trên thế giới đang bị đe dọa ở nhiều nơi. Đồng thời, John Kirby lưu ý, Tổng thống Joe Biden mô tả một cái thời điểm hiện nay mà chúng ta đang sống, đó là cái vấn đề bước ngoặt. Đồng thời, John Kirby nhấn mạnh Tổng thống Joe Biden tin tưởng vào cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ hỗ trợ cho các đồng minh. Đồng thời, John Kirby lưu ý, Hoa Kỳ không thể làm tất cả một mình. Tuy nhiên, John Kirby nói thêm rằng vai trò thủ lĩnh của Hoa Kỳ là một cái điều cần thiết để giải quyết vấn đề. Trong khi đó, giới chức lãnh đạo NATO dự trù rằng cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga không dễ kết thúc ngay cả trong năm 2025. Theo đó, Phó Tổng Thư ký Liên minh NATO kêu gọi chuẩn bị cho một cái cuộc chiến lâu dài giữa Liên bang Nga và Ukraine. Theo đó, nó không dễ kết thúc trong năm 2024 và thậm chí không phải trong năm 2025. Theo Phó Tổng Thư ký NATO cho rằng có thể đã có quá nhiều sự lạc quan khi Ukraine bắt đầu một cái cuộc phản công vào mùa hè năm 2023. Đồng thời, ông này cho biết chúng ta cũng không nên rơi vào cái tình trạng bi quan quá mức, bởi vì Ukraine hiện nay có đủ nguồn lực để duy trì đối đầu và họ chắc chắn sẽ giành được thành công. Và rõ ràng trên thực tế đã cho thấy người Nga tiếp tục đang chịu tổn thất đáng kể mỗi ngày. Giải quyết về một cái quan điểm một cuộc chiến tranh kéo dài, Phó Tổng Thư ký NATO cho rằng NATO không nhận thấy bên nào có đủ năng lực quân sự để đạt một cái chiến thắng quyết định bằng cách này hay cách khác. Ông này cho biết chúng tôi mong đợi một cái cuộc chiến kéo dài với các cái cuộc tấn công nhỏ phản công với cái việc chinh phục thuộc và mất lãnh thổ. Người Ukraine với cái sự hỗ trợ của chúng tôi đã giành được 50% lãnh thổ do người Nga chiếm đóng thời gian đầu. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Trong mọi trường hợp chúng tôi không thể chấp nhận việc Nga quay trở lại biên giới của Romania. Chúng tôi cần Ukraine đứng vững.
Đồng thời ông này cũng bày tỏ những sự tin tưởng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ mau chóng thông qua một nguồn tài trợ mới để giúp cho Ukraine. Vẫn theo Phó Tổng Thư ký NATO cho rằng sẽ không có cái điều gì khó khăn đáng kể trong việc phân bổ tiền hỗ trợ từ Hoa Kỳ cho Ukraine. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.